về cái thị trường bất động sản. Thứ nhất tức là cái nghiên cứu gần đây của chúng tôi, và tình cờ thì tôi thấy có một cái bài báo viết trên một cái tạp chí của nước ngoài, người ta ghi tức là có một cái tít làm tôi tò mò, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam gặp may, của một cái giáo sư nổi tiếng của cái trường đại học Victoria của Australia. Thì khi tôi đọc kỹ thì mới thấy rằng tức là họ viết về cái công nghiệp hóa ở Việt Nam. Họ nói rằng tức là Việt Nam đưa ra slogan về công nghiệp hóa và hiện đại hóa từ năm 1993. Nhưng mãi đến nay thì vẫn chưa công nghiệp hóa được, mà trên thực tế là đi vào dịch vụ. Và chính vì thế cho nên gặp may, tức là không bị đổ bể, không bị thất bại như là các nước Đông Nam Á khác, phải không? Và hiện nay người ta cho rằng tức là 81 nước đang phát triển trên thế giới đều bỏ qua giai đoạn công nghiệp hóa đi vào dịch vụ. Và Việt Nam chúng ta thì cũng như vậy. Việt Nam chúng ta có một cái công trình được gọi là công nghiệp hóa duy nhất. Đó là VinFast, vừa mới ra đời cách đây được khoảng năm rưỡi. Còn lại thì chủ yếu tức là công nghiệp chế biến, không có chế tạo và chủ yếu là đi vào dịch vụ. Thì nhà phân tích này cũng đưa ra những cái lý lẽ của họ rất là vững chắc. Họ nói tức là năm 1993, năm 1995 thì tỷ lệ của công nghiệp và công nghiệp chế biến trong GDP là 17%. Đến năm 2015 thì nó còn có 16,9. Mặc dù là nước ngoài đầu tư vào rất nhiều. Nhưng mà sách trắng công nghiệp của Việt Nam công bố năm ngoái thì nó chỉ còn có 14%. Tức là công nghiệp chế biến chế tạo trong GDP chỉ còn có 14% giảm đi. Trong cái đó thì dịch vụ tăng lên rất mạnh. Cũng trong vòng 20 năm thì Việt Nam tạo ra được 21 triệu việc làm mới. Thì trong đó chỉ có 5 triệu là đi vào công nghiệp, còn lại là đi vào dịch vụ. Và trong vòng 20 năm qua thì Việt Nam cái tỷ trọng tín dụng dành cho công nghiệp liên tục sụt giảm từ 14-15%, bây giờ chỉ còn có không chỉ còn 9%. Ở trong khi đó thì tín dụng dành cho cả cái khu vực khác, đặc biệt là khu vực dịch vụ tăng lên rất nhanh. Và cuối cùng ông này khẳng định, tức là dịch vụ đang là hướng đi chủ chốt về mặt chiến lược của kinh tế Việt Nam. Và trong đó thì là dịch vụ du lịch, thương mại được coi là hướng chủ đạo. Và đương nhiên tức là đây là hai cái khu vực mà cần rất nhiều bất động sản. Một nghiên cứu tiếp của chúng tôi cho thấy rằng tức là nếu chúng ta tính cái độ mở nền kinh tế, tức là lấy xuất cộng với nhập chia đôi ra rồi chia cho GDP, thì cái độ mở kinh tế của Mỹ là vào khoảng 14%, của Trung Quốc là 19%, của Đức cao nhất châu Âu là 43%, và của Việt Nam cao nhất thế giới là 78%. Tại sao tôi nói cao nhất thế giới? Là vì chúng ta nói là xếp hạng đứng thứ ba là sau Hồng Kông và Singapore. Nhưng mà Hồng Kông và Singapore thì không thể nào gọi là một quốc gia được. Nó chỉ là những thành phố quốc gia. Hồng Kông là thành phố, còn Singapore là thành phố quốc gia. Thì như vậy là độ mở kinh tế của Việt Nam là lớn nhất thế giới. Với một cái độ mở kinh tế lớn như vậy thì không có một ngành hàng công nghiệp nào có thể gọi là cạnh tranh một cách dễ dàng với các cái đối thủ từ 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 bên ngoài cả. Và chúng ta nhìn thấy từ rừng đến biển của Việt Nam, từ trong nhà ra đến ngoài ngõ của Việt Nam, hàng công nghiệp phần lớn là từ Trung Quốc và của nước ngoài. Mở cửa mở hết, hết. Mảnh vải duy nhất còn lại trên cơ thể chúng ta đó là bất động sản. Miếng lá nho cuối cùng. Và một phần nào đó tức là trong các cái dịch vụ như là viễn thông, hàng không. Rất ít mảnh vải như vậy còn lại cho các doanh nghiệp nội địa. Cho nên các bạn thấy rằng là bất động sản là một cơ hội lớn, một cơ hội dài hạn và là một cơ hội còn lại ít ỏi trong cái cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành giật thị trường của nước ta. Và vì vậy cho nên là các bạn đã nhảy vào cái thị trường này rồi thì cũng coi như là gặp may, và cơ hội lâu dài thì chắc là vẫn còn.
Cuối cùng tôi muốn nói tới là năm 2020 thì như các bạn biết là có cái gì tác động đến thị trường bất động sản mà chúng ta lo ngại. Tôi thấy là tích cực là kinh tế thế giới có thể phục hồi, thương mại toàn cầu cũng có thể phục hồi. Mấy năm gần đây thì thương mại toàn cầu suy giảm mạnh hơn cả GDP toàn cầu. Và điều đó cho thấy rằng tức là hàng tồn kho toàn cầu rất lớn. Năm tới thì có thể tức là nó sẽ phục hồi trở lại. Và khi phục hồi trở lại thì nó kéo theo những cái phục hồi của các cái dòng đầu tư. Và trong đó thì đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp vào Việt Nam chúng tôi dự đoán cũng sẽ tiếp tục duy trì như năm nay hoặc là có thể cao hơn chút ít. Cái thứ hai tức là cái tiêu dùng của người Việt Nam mình nó có ảnh hưởng rất lớn đến nhà ở. Cái tính toán gần đây chúng tôi cho thấy rằng tức là 25% tiêu dùng của người Việt Nam là tiêu dùng nhà ở. Thì cái này cũng đang có tiếp tục có cái xu hướng tăng. Cái thứ ba tức là đầu tư của chính phủ, rồi đầu tư PPP, rồi đầu tư của nước ngoài vào khu vực bất động sản hoặc là cũng đang có xu hướng tăng lên. Chúng ta thấy tức là chính phủ thì đầu tư hàng loạt các cái chuẩn bị khởi công hàng loạt các cái cơ sở hạ tầng rất lớn, và những cái thứ này nó sẽ tác động rất mạnh đến cái thị trường bất động sản, đúng như cái phân tích của anh Trung, phó viện trưởng viện kinh tế, viện quản lý kinh tế trung ương đã nói. Cái thứ hai tức là những cái đầu tư của cái khu vực tư nhân vào cơ sở hạ tầng cũng có tác động mạnh đến thị trường bất động sản. Đó. Và cái đầu tư của mà người ta gọi tức là của cái dòng gọi là dòng đô thị hóa đang rất là mạnh. Đó. Cái dòng này ấy, thì nó còn phụ thuộc rất lớn vào cái gọi là dòng đầu tư nói chung. Nó sẽ tạo ra một cái trào lưu về đô thị hóa mới. Người ta dự kiến tức là trào lưu này đã bắt đầu từ năm 1917, năm 2017 và có thể kéo dài đến là 10 năm, tức là năm đến năm 2027. Gắn liền với những cái đầu tư vào cơ sở hạ tầng và cái gọi là tăng trưởng quy mô nông nghiệp, phải không? Và dòng vốn lao động từ nông nghiệp đi ra khu vực công nghiệp để đón những cái hiệp định hợp tác thương mại và đầu tư của Việt Nam đã ký với nhiều nước, nhưng mà tôi cho rằng quan trọng nhất là ký với châu Âu. Về thị trường tài chính tiền tệ thì các bạn thấy tức là 3 năm nay hệ thống ngân hàng khá là ổn định, và có thể nói tức là năng lực tài chính của các ngân hàng thương mại đã tăng lên gần gấp đôi. Tức là về được trước mức khủng hoảng năm 2007 và đã đạt về mức quân bình của khu vực Đông Nam Á. Tỷ lệ lợi nhuận ròng trên vốn tự có đã lên tới 14-15%, tức là mức khá cao. Cách đây 4 năm thì nó chỉ mới có 6-7%, thì bây giờ đã tăng lên gần gấp đôi. Và có thể nói tức là hệ thống ngân hàng thương mại ổn định cũng là một trong những đóng góp vô cùng quan trọng cho thị trường bất động sản. Vì thị trường bất động sản một mặt tức là tài sản đảm bảo của ngân hàng, nhưng mặt khác tức là thanh khoản của ngân hàng cũng cung cấp vốn chủ yếu nhất cho thị trường này. Đó. Và chúng ta không cần gì phải lo ngại rằng tức là có một sự tác động nhất định nào đó từ khu vực ngân hàng sang bất động sản hoặc ngược lại, trong cái bối cảnh mà tiềm lực tài chính của hệ thống ngân hàng đang còn rất là mạnh. Chính sách thì các bạn thấy tức là ngân hàng trung ương có vẻ có thắt chặt một tí. Nhưng mà chúng tôi xem xét lại thấy rằng là mức độ thắt chặt này vẫn còn khá là lỏng. Và chúng tôi cũng đã khuyến cáo với Thủ tướng và Ngân hàng Trung ương trong các cái hội nghị của Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ là kiểm soát lại thị trường tài chính đối với thị trường bất động sản phải rất thận trọng. Không được làm cho nó trở nên đóng băng. Làm cho nó tiếp tục phát triển một cách bình thường, ổn định, dài hạn. Và cho đến nay thì chúng tôi đã làm mấy cái phép thử, test, liệu nó đã đóng băng hay chưa, thì cũng chưa thấy nó đóng băng. Và liệu nó đã, Thủ tướng cũng đã chỉ đạo, tức là xem là liệu nó đã bong bóng hay chưa, thì các cái test cho đến giờ phút này đều thấy rằng là chưa có hiện tượng bong bóng. Nhưng mà chắc chắn nó sẽ có một vài những cái biến chuyển, có tính chất tức là những cái trục trặc gần đây của condo hotel, rồi những cái lo ngại về tình hình kinh tế toàn cầu,
có thể có một vài những cái điều chỉnh. Và chính vì thế nên chúng tôi cho rằng tức là từ nay cho đến cuối năm, có thể là đầu năm tới, thì thị trường này có vẻ hơi trầm lắng một chút. Cái nguồn cung cũng giảm vào khoảng 15-20%, nhưng mà cầu thì giảm ít hơn, tức là vào khoảng 5-7%. Với như vậy thì xét về tổng thể, cầu vẫn cao hơn cung và giá cả vẫn có thể tiếp tục tăng trong những cái năm tới. Đó. Và chúng tôi cũng kỳ vọng rằng tức là đến đâu đó vào cuối quý 2 năm tới thì thị trường bất động sản nó trở lại bình thường và lại bắt đầu có cái mức độ phục hồi một cách đều đặn như các năm gần đây. Cuối cùng tôi cũng xin truyền đạt cái ý kiến chỉ đạo của chính phủ, của phó thủ tướng thường trực về cái thị trường này. Trong một cái phiên họp gần đây, tức là thủ tướng nói rằng là chúng ta không có bất cứ một cái thái độ phân biệt đối xử hoặc là kỳ thị thị trường nào hết, mà phải để cho nó phát triển một cách bình thường với dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng, nhằm đảm bảo cho kinh tế vĩ mô ổn định dài hạn. Và đấy là nền tảng quan trọng nhất cho tất cả các thị trường có thể phát triển được một cách vững bền trong tương lai. Tôi xin cảm ơn quý vị, xin hết đây. Xin cảm ơn những thông tin cũng như những đánh giá, phân tích của tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa. Và đúng là nếu mà nói về các hiệp định thương mại tự do trong năm tới thì điểm trọng tâm chính là hiệp định thương mại tự do EVFTA. Tất nhiên là quý vị cũng biết là EVFTA thì phần lớn là về thương mại, tức là khi mà ký kết thì khoảng độ 99% các dòng thuế giữa hai bên, giữa hai thị trường sẽ được xóa bỏ giữa Việt Nam với các quốc gia Liên minh châu Âu. Thì đây thực sự là một cái thuận lợi rất lớn cho cái hàng hóa của chúng ta xuất khẩu sang các nước liên minh. Nhưng mà điều đặc biệt hơn liên quan tới việc là chúng ta hợp tác với EU chính là EVIPA, tức là Hiệp định Bảo hộ Đầu tư. Tất nhiên là cái này thì theo tôi được biết thì bây giờ vẫn đang ở chế độ INTA, tức là cái Ủy ban Thương mại và Đầu tư của Liên minh châu Âu thì vẫn đang xem xét cái việc là sẽ đưa ra nghị viện để phê chuẩn. Khi mà phê chuẩn thì sau đó bắt đầu mới có hiệu lực, thì chắc là cũng phải khoảng độ hết quý 1 năm 2020. Thì khi đó thì cái tiềm năng về cái chuyện là đầu tư của các quốc gia Liên minh châu Âu và Việt Nam thì chắc chắn là sẽ đẩy mạnh. Và về phân khúc bất động sản thì tôi tin là sẽ có những khởi sắc nhờ cái IPA này. Một lần nữa thì xin được cảm ơn tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa. Và thưa quý vị, như chúng tôi nói ban đầu thì là chúng ta sẽ có các phiên thảo luận. Bây giờ thì chúng tôi sẽ đến với phiên thảo luận đầu tiên với cái chủ đề là đánh giá về những cái tín hiệu lạc quan cũng như là những cái khó khăn có thể gặp phải trong thị trường bất động sản cho năm 2020. Chúng tôi xin được mời lên sân khấu để tham gia phần tọa đàm này. Xin được mời Phó sư tiến sĩ Trần Kim Trung, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương CM. Xin được mời Giáo sư Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, chuyên gia phân tích cao cấp thị trường bất động sản. Xin được mời ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam. Và xin được mời luật sư Lương Thanh Đức, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Basisco. Vâng, và như chúng tôi cũng giới thiệu ban đầu thì chuyên gia kinh tế tài chính ngân hàng Cấn Văn Lực sẽ là người